mấy mấy ngày mới 2 tháng mấy à? Ờ 2 tháng giờ mấy tới ông chú ra đi nữa. Ờ đó, năm nay nó chịu 2 cái tang này. Trời cái đó ơi. Là con vô mình không có cái giường để ông, sao mình để lên ghế bố à cô? Để ghế bố. Dạ, tại ở trọ cũng không có đủ điều kiện ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi không có nhạc hay là không có gì hết không? Không, 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 không có xây chùa, không có gì hết. Dạ. Không có chuyện xây chùa thì gì chứ? Không đây. Đó. À, cô ba chỉ có chuẩn bị được cái một cái lon là một cái ly hương, một cái bình bông cũng như là một dĩa táo cái rồi. Không có nghiệp hả? 4 triệu ạ. 8 tờ cô ba. Đây là. Dạ còn cái thứ hai nữa cô ba ơi. Dạ phan cô ba. Cái thứ hai nữa mấy anh em ở trong xóm con á có gửi được 400 ngàn cho con để gửi đến cho cô ba nữa, con gửi cho cô ba thêm 400 ngàn nữa. Rồi. Dạ. Cao Hấn mến chào cô bác anh chị em. Thì hôm nay mình được sự giới thiệu của người quen về một hoàn cảnh của ông bà lão xa quê lên Đồng Tháp này sống tại Lấp Giò mướn nhà trọ. Thì chỉ có ông bà lão ở qua thôi. Nhưng mà vô tình thì ông một cơn bệnh đã đột mắt, vừa mắt thì rất là khó khăn. Chủ nhà trọ đứng ra lo mai táng giùm, và thứ hai nữa là thiếu thốn tiền bạc. Do đó hôm nay Cao Hấn mình biết đến và tranh thủ chạy đi đến đây để tìm hiểu hoàn cảnh cũng như là hỗ trợ một phần nào áo quan cho bà lão để lo cho ông lão. Thì ở đây thuộc khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thì quan tài mới vừa nhắc về. Dạ con chào cô nha. Trước tiên con xin chia buồn cùng cô đã mất mát người chồng của mình nha. Dạ. Tôi cảm ơn nha. Dạ. Cô cho con hỏi là cô chú ở đây bao lâu năm rồi cô? 2 năm mấy rồi, 3 năm rồi. Dạ, cho con gắn cái mic cái nha. Cô ở đâu mà cô chú ở đâu mà lại đây ở? Ở Cái Sách. Huyện Cái Sách. Sách, tỉnh Sóc Trăng. Dạ. Rồi ông chú ông mắc hồi nào cô? Mắc hồi 12 giờ 15 phút. À vậy là mới đây khoảng 2 tiếng mấy thôi. Ừ. 12 giờ 15 phút. Dạ. Rồi cô chú lớn tuổi rồi mà từ quê hương mình lên tới Đồng Tháp này ở đây thì làm gì á cô? Không có làm chứ, theo con. Theo đứa con ở. Dạ. Rồi chụp thằng con nó mất nữa. Trời ơi. Thằng con là đây nè, giờ con vợ nó nè. Mất mới có bữa nay nó hình như là 7 mấy ngày. Trời ơi. Nó thành ra ổng mới suy sụp luôn. Vậy là chồng của bà chị đứng đó. Ừ, chồng bà đó. Là mới mất có 3 tháng mấy bữa nay thôi. Chưa. Mới 2 tháng mấy à? Ờ, 2 tháng giờ mấy tới rồi. Ông chú ra đi nữa. Ừ. Nó năm nay nó chịu 2 cái tang. Trời. Cái đó ơi. Là con vô. Ổng rao rồi, ổng thằng con trai Út ổng qua đời rồi, suy sụp luôn. Nói ngay đi. Thằng con trai Út á, cá mắm này nọ rồi là một tay nè, hai dòng nó. Còn cái thằng lớn á thì nó cho tiền nhà. Dạ. Nó nói già cả rồi đâu có mần gì, thôi hai ông bà sống đi cho nó khỏe đi. Nó bây giờ nó qua đời. Cái ông kia. Dạ. Con hồi nãy con được giới thiệu á là nghe nói bà chủ nhà trọ này đứng ra quyên góp bà con cô bác tiền để hỗ trợ cho cô để vấn đề mua hòm gương rồi lo phận sự cho ông phải không? Ừ. Thì đúng rồi. Dạ, vậy là cô chú với thêm người con dâu nữa là đang khó khăn quá, khó khăn. Trời, khó khăn lắm đây nè. Chồng chết rồi, nợ cho một đống. Nó. Chàng ơi. Bị ổng máu tim. Máu tim rồi bây giờ. Vậy phải... là hai người mất trong một năm một, hai cha con. Ờ, đâu có tới năm, có mấy tháng nè. Dạ. 2 tháng mấy à. 2 tháng mấy thôi à. Ừ. Vậy là đang mặn đồ thay đồ cho ông á. Dạ. Rồi mình đi xa xứ gì rồi có ai còn thân thiết ở đây nữa không cô? Không, thì có bị gì tôi xem mấy đứa này nè. Rồi thôi vậy à. Rồi tôi với ổng ở, nó nghe cũng nhờ chồm sớm. Cũng thương. Dạ. Rồi cũng ở đây hoài, tôi nói thôi ở đây à. Kệ đi. Cái cô Nga này, cô cho mướn, cô tử tế dữ lắm.
cô thương tôi với ông đó. Dạ. Đó, ở cái cô chủ trọ này ha. Ờ thương dạ. Đó. Dạ. Sáng mai giờ quả lo này lo nọ rồi. Rồi không có thân thích gì ở đây hết, do đó là nhờ sự giúp đỡ của bà con cô bác. Ờ, giúp đỡ nhờ bà con quá. Bị gì chồng của nó qua đời cái rồi luôn. Một lần dạ. Thì hai chồng nuôi. Nuôi cô chú ha. Ờ. Đồ ăn đồ uống này nọ rồi hai chồng. Dạ. Còn cái thằng lớn á thì nó tiền nhà. Rồi nó thôi hai ông bà ở đây cho nó khỏe đi. Chữ ngay ngắn lại cho em cầm bên ông Tấn. Rồi cho em cầm rồi. Có chủ nhà bỏ vô 7 thùng gạo. 7 thùng nếp được 7 thùng gạo cũng được. Đó, gia đình mình gạo. Mới kiếm gì đó. Nó không nuôi gia đình thôi. Mình không dám kiếm. Với gia đình là cần mình phải bỏ vô. Còn hiện tại là cô nhờ ai để đứng ra mai táng và chôn liệm ông như thế nào cô? Nhờ là cô chủ nhà là cô Nga. Dạ. À, nhờ cô Nga về vợ dâu thì nó chạy lên nó cũng tiếp mà cô Nga nói ngay đi. Cô Nga được lắm, cô chủ nhà. Dạ. Rồi phần thân của ông sẽ đưa về đâu để đi thiêu? Đi thiêu. Đi thiêu rồi đem vô chùa để gần thằng con. À, vậy là con của cô mất 2 tháng mấy là ở chùa ở hả chùa, cô? Ở chùa rồi, vợ nó đem đi chùa. Rồi giờ ổng, hồi ổng còn sống, ổng tu nữa tôi thiêu rồi. Ổng có chôn tôi rồi, tôi nói rồi, tôi thiêu rồi. Đó, thiêu rồi giờ đem gửi vô chùa. Ổng nói luôn, không có ước thầy chùa, tôi không có chịu thầy chùa. Dạ, thiêu trước khi ra đi ông có dặn vậy ha? Ờ, à, ổng dặn lâu rồi, ổng dặn hồi chưa đau rồi. Ủa dạ. Ông suy sụp tôi nói thôi rước đi chùa. Không, không có đi chùa mà thiêu, tôi không chôn. Dạ. Nó con thằng trai đó rồi con dâu này nó thôi giờ thấy cốt gì à, không có để đây đem vô để kế thằng trai. Dạ, vậy là cái phần cho cốt của con của cô. Ừ. Rồi thêm cái chú vừa ra đi nữa là để chùa nào hả cô? Để chùa Chùa Đàm. Dạ. Chùa Chùa Đàm. Chùa Đàm. Nó để chùa Chùa Đàm. Là ở đâu chị? Ở trên giống trò mình nè. À, chùa Chùa Đàm ở Lấp Giò ha. Trời ơi. Vậy là đám tang của chú xa quê, xa xứ, do đó là không có ai hết. Không. Bây giờ đâu em? Đâu em chùa hay? Chưa có chùa hay. Mới nói là không có hai anh em thôi. Mới nói cậu hai, anh hai bệnh rồi. Tôi nói cô Úc ơi, anh hai bệnh rồi, hỏi bệnh nhiều không chị? Tôi nói ông bệnh cũng đỡ đỡ à, đi nhập viện rồi. Vậy thôi tôi lên tôi thăm, tôi nói thôi cô đi không được thì thôi đi lên thôi. Mới nói điện người cô em chồng chết. Trời đất ơi trời. Dạ. Em chồng chết ổng trước ông có mất dữ gì. Đâu có cho ông hay, ông đâu có hay. Lúc trước người con của cô 2 tháng mấy mắc là cũng tẳng liệm tại đây hay sao cô? Không, ở trên nhà nó trên Sao Mai. Trên Sao Mai. Dạ. Rồi giờ này là bên gia đình cô không có ai hết, chỉ còn trời cô ơi. Với người con dâu thôi. Mấy anh em ở sớm rồi sớm lại đây mới lo tiếp kia. Mà giờ này cũng vắng. Con trai nữa mà sao nó chưa lên tới rồi. Con trai cô ở đâu nữa? Hậu Giang. Ở Hậu Giang. Nó lên đây nè mà sao nó chưa tới. Dạ. Thì có hai thằng con à. Mà thằng Út này nè. Hồi đó giờ tôi theo thằng Út. Thằng kia cứ vợ tôi cho ở riêng. Dạ. Nó hai chồng sống lập nghiệp. Nó dạy giáo. Rồi thằng này chụp nó chết đi. Rồi ông bắt đầu luôn. Rồi 2 tháng mấy trước á, thì cô chú nhờ vợ chồng của chị này là để lo cho cô chú. Không, nó ngay ở con dâu nè. Nó ở trên bên đó là bên vợ cũng như bên nhỏ này nè. Dạ. Thằng Giang ta lo hết chưa? Ta lo hết, bị nó nghèo. Trời ơi, mổ tim quá trời. Ta tôi gầu, tôi muốn chết luôn. Lúc mà chú mất thì cô hiện tại với người con không có cách bạc để lo cho chú luôn. Nhờ cái bà chị chủ nhà trọ này lo hết đây, giùm. Đây nè, bà không hèn chi bà chị hồi nãy có nhắn nhủ với con với mọi người rủ quyên góp với nhau để hùng tiền lại để mua áo quan rồi lo cái này cái kia. Tôi thì tôi nói thôi, bây giờ về lấy tiền chi, lấy tiền rồi làm sao tôi trả lại được. Nó rồi bà là không, bà hai bà đừng lo, con nhận. Bà không nhận, con nhận cho bà. Để nặng bà sống cái nặng này nọ rồi tùm lum hết trơn nè. Ừ, không có làm sao được. Nói ngay đi. Dạ.
tội nghiệp cô này đó, cô thương tôi với ông này đó. Chú bao nhiêu tuổi rồi cô? Năm nay là ông 81. Dạ 81, còn cô? 77. Dạ, cô tên gì cô? Quỳnh Thị Lệ. Dạ, cô Lệ. Còn ông thì Đỗ Trường Thắng. Đỗ Trường Thắng, dạ. Là chú là bị bệnh căn bệnh gì mà mắc đột ngột? Phổi ha. Phổi với bác sĩ là có thận, có khối u. Dạ, cũng lớn tuổi rồi, tới 81 tuổi ha. Lớn tuổi là rồi. Chú là nằm trên cái, ở nhà là tại mắc tại nhà mình đây luôn. Tại luôn. Mới bắt hồi 12 giờ 15 phút rồi. Dạ, chỉ có cô chú ở nhà thôi. Có nên tôi nhà. Cái thằng kia, thằng kia nó ở đây, nó mới về à. Dạ. Ông còn nói thôi con về đi, con về ăn, con sắp xếp vụ mà học sinh tổ trường nè. Rồi con phải xuống, nó ở thôi con về nó ba, nó ở cũng biết. Rồi tới trưa, cái tôi thấy sao mà khó. Cái tôi nói, ủa sao mà ba mày thở nhẹ quá trời à. Thôi bà dụ cho ổng uống sữa đi. Không uống sữa không vậy. Rồi cái nó thẳng hồi từ tôi giờ tôi lắc, ủa ông rồi ông chết ra không dễ vui. Ông mà bình thường ông hiền lắm, hỏi cô ai là biết, hiền hết hầu luôn. Dạ. Rồi lúc ông mắc 2 tiếng mấy trước, lúc đó cô giật mình dữ không? Trời ơi, tôi hoảng hốt luôn. Hồi thằng con trai chết nè, thiếu điều tôi chết luôn. Nó mệt, tôi cầm canh. Tôi đâu có đi theo xe thiêu đâu. Tôi ở nhà không. Dạ. Ông buồn, ông khóc hoài. Tôi nói thôi, lỡ rồi, ông đừng khóc, mình đã ngủ rồi ông. Khóc quá trời khóc. Rồi đau, tôi nói ông đau nữa, ai mà lo, thôi đi. Tôi ngủ xìu à. Thường thường trong một năm, con xin lỗi nha cô, cái này là theo cái nói nha. Trong một năm nghe nói mắc con người không sao, mà mắc hai người con nói, nghe nói là gọi là trùng tan phải không cô? Không biết, trời lửa tôi cũng ganh. Dạ. Tôi giờ tôi không biết cái gì chứ. Bây giờ đầu óc tôi giờ nó loạn thì nào. Một lần cậu ở ngoài đó ha, tôi còn thấy cậu. Bây giờ cậu tới đây tôi mới thấy rõ. Không có, dạ. Mờ. Tôi nói trời ơi, giết. Rồi hiện tại bây giờ là tiền bạc cái đồ là cô không có, là nhờ cô chủ nhà này đứng giao quyên góp để lo cái này kia hết cho cô đó nha. Đó. Dạ, nhờ bây giờ gì nè cô ơi, thì con cũng được mấy anh em ở xóm này cũng nói với con, với bà cô chủ cũng từng nói cô chú thì khó khăn muốn trọ gì đó. Thì thứ nhất là chú ra đi một mất mát của cô, con cũng xin chia buồn. Cái thứ hai con biết được sự khó khăn đó qua nhiều người nói. Thì con đến đây muốn quay lên một thước phim này, con cũng trích một quỹ thiện nguyện của cô bác Mạnh Thường Quân để gửi đến cho cô, để cô có một ít chi phí để lo về áo quan cũng như là phần này phần kia cùng với bà con cô bác ở nơi này á. Dạ. Dạ, bây giờ tôi cũng cảm ơn cậu với cậu nói giùm Mạnh Thường Quân cho. Dạ. Tôi cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rất nhiều. Dạ, để con để máy xuống rồi con lấy tiền gửi cho cô ạ. Dạ cô Tư ơi, thì con sau đây con đọc tên danh sách Mạnh Thường Quân á, con gửi đến cô Tư chút ít tiền nha. Dạ, thứ nhất cao hớn mình xin trích quỹ thiện nguyện của cô ba ở Sài Gòn là 1 triệu. Thứ hai là của chị Đặng Thị Thị Dung ở nước Úc là 500.000. Thứ ba là chị Tiết Ngọc ở Mỹ là 500.000. Thứ tư là cô Hiếu Nguyễn ở Mỹ 500.000. Thứ năm là cô Nguyệt Bảo Đức ở bên Mỹ là 500.000. Thứ sáu là anh chị Diệu Âm ở bên Mỹ là 500.000. Thứ bảy là chị Úc ở Đài Loan là 500.000. Dạ thì con trích quỹ thiện nguyện của cô bác anh chị em là được 4 triệu, con xin gửi cô ba 4 triệu ạ. 8 tờ cô ba. Vậy là... Dạ còn cậu... cái thứ hai nữa cô ba cậu ơi. Nói giùm... Dạ phan cô ba. Cái thứ hai nữa mấy anh em ở trong xóm con á có gửi được 400 ngàn cho con để gửi đến cho cô ba nữa, con gửi cho cô ba thêm 400 ngàn nữa. Rồi. Dạ. Vậy là nói giùm tôi mang ơn mấy cô nước ngoài hết trơn nha. Dạ. Chuyển lời giùm. Dạ dạ con chuyển lời giùm. Cao hớn mình xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị em Mạnh Thường Quân. Đúng rồi. Dạ. Cũng xin chia buồn cùng cô ba nha. Rồi cảm ơn cậu nha. Dạ. Rồi chừng nào có coi thầy bà hay là chừng nào gì mấy đem đi mấy tặng liệm rồi mấy đem đi thiêu không cô? Trời ơi bây giờ mấy nhỏ này với nha, chứ tôi không biết gì trơn á, nói thẳng luôn. Dạ. Chờ giấy tờ xong. Dạ.
một vẻ u buồn luôn mọi người. Chỉ có còn cô với người con dâu thôi. Rồi hiện tại thì có biết chừng nào mới tẳng liệm cũng như là đem thiêu ông không cô? Không biết ông thiêu cô Nga kìa. Cô Nga chừng nào tẳng liệm cô Nga? 5 giờ. 5 giờ chiều hả chị? Chiều 2 giờ. À. Nắc thôi 12 giờ mấy liệm 5 giờ rồi chờ quý ban rồi giấy tờ rồi sáng mai rồi ngày mai là thiêu đó mà chưa biết mấy giờ. À. Chị 5 giờ chiều tẳng liệm. 5 giờ chiều. Cái tôi không bao giờ tôi hết biết rồi. Rồi bây giờ ha, cho tôi gửi lời thăm hết trơn cô bác gì nước ngoài hết ha. Dạ. Cô cậu gì tôi gửi lời thăm hết, tôi cảm ơn dữ lắm rồi. Tôi cảm ơn không biết bao nhiêu nữa chị. Tôi cảm ơn luôn, cảm ơn cậu luôn, người nào gửi cho cậu đó. Cậu nói gì tôi. Dạ, 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 con biết rồi. Không sao đâu. Dạ. Rồi chị. Mình không có cái giường để ông, sao mình để lên ghế bố à cô? Để ghế bố à. Dạ, tại ở trọ cũng không có đủ điều kiện ha. Đúng rồi, ở trọ. Dạ. Rồi không có nhạc hay là không có gì hết không? Không, không. Ông nói không có thầy chùa, không có gì hết. Dạ. Ông không chịu thầy chùa thì gì chứ. Không đây, à, cô ba chỉ có chuẩn bị được cái một cái lon là một cái ly hương. Ừ. Một cái bình bông cũng như là một dĩa táo cái rồi. Không bơ nghiệp quá. Vì là ông chú mà trước khi chưa tử nạn á thì chú qua đời á thì ông chú có dặn cô hết ha, sợ tốn tiền này tốn tiền kia dặn không được rồi, làm này làm kia hết ha. Dạ. Dặn hết trơn. Còn cô ra thì cổ tôi nói thôi khỏi nhận tiền, cô ra có nói không, bà không nhận, con nhận dùm cho bà già yếu rồi đặng này nọ rồi chứ không nhận sao được. Nó rồi tôi nghe lời cô Nga về cho tôi cảm ơn nước ngoài luôn nha mấy cô nước ngoài. Trời ơi tôi mang hết biết. Dạ. Tôi rồi nếu mà cô không nhận rồi tiền đâu cô lo cái hậu sự này cho ông. Thì bởi vì tôi thằng con trai. Thôi mẹ ơi, tự nhận cho mẹ. Sợ tội nha. Sợ mình nhận là mình mang ơn người khác phải không? Ông người đây làm sao mà ông trả được? Làm sao mà mẹ trả được? Tôi nói thôi giờ tụi bây tính sao tính tao, đừng nói nó hồi tao điên bây giờ. Nói. Nhưng mà con cô lo cái phần hậu sự được không? Có tiền lo được không á? Chắc nó cũng không có khả năng mà tại nó nói vậy thôi. Cũng khó khăn nhưng mà tại? Bởi vì đi bệnh viện cái nó cũng có tiền rồi. Cũng nó cũng gặp khó khăn lắm. Lương giáo mà coi nhiêu. Dạ. Thấy cũng tội. Thành ra tôi cũng sợ nó hao tốn này nọ nè. Nó nghe. Cô Nga này cũng thường chờ được quá trời rồi. Tôi mang ơn cổ không biết sao. Tôi nói thôi, cô Nga tôi ở đây luôn. Cô làm gái tôi. Rồi ông nằm, ông khóc. Ông thương cô Nga này cũng như con gái rồi. Hơn con gái ông. Cho vừa cho muốn trọ rồi vừa lo lên cái cuộc sống hàng ngày luôn. Có khó khăn gì là cô lo hết ha. Cô lo. Ông hai, bà hai, bữa nay ăn gì? Thôi không mua gì đừng mua, sớm ơi mua cái cho bà kho ăn. Tôi nói trời ơi có ăn được không mà kho. Thôi đừng mua đừng. Như là tới tháng đưa tiền rồi là mua đồ ăn đồ để bà hai ăn, không mua cho bà. Dạ. Ngay từ ngày tử tế một mực luôn. Bởi vì ông khóc tôi là thôi ông đừng khóc làm chi. Nói tôi thương nha, còn hơn con gái ruột tôi mà ông đâu có con gái gì đâu. Hai thằng trai qua đời rồi. Phải con hai người con trai mà phải. Phải còn. Phải còn cũng đỡ. Đỡ lắm. Còn cái thằng chồng ở đây nè. Lo toàn bộ cá, thuốc, sữa, cà phê, thuốc hút. Thấy tội nghiệp lắm. Nó mua lần cây, thuốc, cà phê, bịch. Ba uống đi, mua đồ ăn. Tôi ổng ăn có chút gì. Trời ơi trời, ăn có nhiêu sao mạnh trời. Ông bà cứ gì ăn lên. Rồi cái gốc của bà nãy con nghe nói là ở dưới Kế Sách Sóc Trăng. Dạ. Sau 2 năm mấy mà lại lên đây ở mà không ở dưới để làm ăn hay đi là theo. Đi theo con ha. Lỗ lã. Lỗ lã quá trời đi. Rồi mới theo con. Dạ. Còn ăn lỗ lã chứ bán vừa bán được hết trả nợ. Dạ. Rồi mới lên con là thôi bà bỏ hết đi, bà đừng nghĩ tới lên đây ở. Nó ngay lên đây ở thì nó còn sống, thì cuộc sống mình cũng khỏe lắm.
Làm kiếm tiền ăn uống lo được ha. Ừ, tiền ăn uống nó lo chứ. Vậy là chỉ khó khăn là khoảng 2 tháng mấy trước là do cái người con mắc. Kinh tế mới không có. Không mà nó gây, con dâu nè, nó có mua đồ xuống. Mà điều ổng buồn, buồn đâu có ăn uống gì. Ổng buồn riết mà ổng vậy luôn. Dạ. Chứ không có gì chứ. Chị cho tôi gửi lời thăm hết nha. Dạ, dạ. Cậu nói giùm tôi thăm hết trơn. Rồi vậy con xin chia buồn cùng bà nha. Dạ. Cảm ơn. Trời ơi, tôi được như vậy tôi ăn ủi tôi 10 phần ra nó nhẹ nhõm, tôi dám 5-6 phần. Tức là cô thấy được có nhiều người để nghe để lo lắng tiếp cho cô ha. Vậy cái phần hậu sự của ông ha. Đúng. Dạ. Quá trời rồi. Nhờ có cô chủ nhà cũng như mấy anh em sớm ở đâu người ta biết được ta giúp đỡ. Ông 12:15 ông ơi, không. Tôi lắc qua lắc lại. Tôi nói, ủa sao làm sao vậy? Ông, làm sao vậy? Trời ơi, cái tôi điện liền. Tôi nói cô Nga, cô ổng qua đời, cô xuống tiếp, đi xuống liền. Trời 15 gram cũng xuống, thấy tôi nghiệp quá trời. Dạ. Rồi thôi, con xin chia buồn cùng cô với đến đây chia sẻ một ít để cho cô có tiền để xây sở, lo hậu sự cho chú nha. Cảm ơn cậu nữa nha. Dạ, Cao Hớn của mình xin cũng chân thành cảm ơn cô bác anh chị em Mạnh Hồng Quân luôn đồng hành cùng Cao Hớn đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ạ.